Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng ngày 30 tháng 4, ca mắc mới ở Ấn Độ cao chưa từng thấy. Đầu tiên công dân rời ngay Ấn Độ. Theo trang bảng, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 860.700 ca bệnh COVID-19 và trên 14.100 ca tử vong. Tổng số bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 151 triệu ca, trong đó trên 3,17 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ 386.829 ca, Brazil 66.871 ca và Mỹ trên 54.700 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ 3.501 ca, Brazil 2.843 ca và Mỹ 815 ca. Trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng tại Ấn Độ, khiến nước này liên tiếp ghi nhận kỷ lục thường về số ca mắc và tử vong mới. Ngày 29 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ với các quốc gia châu Âu rằng việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có thể kích hoạt cơn bão lớn khiến số ca nhiễm gia tăng chóng mặt như trường hợp xảy ra tại Ấn Độ. Biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Ấn Độ có ký hiệu B.1.617 đang càng quét đất nước này, nhưng WHO vẫn chưa xác nhận liệu nó có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây tử vong nhiều hơn các chủng virus khác hay không. Các chuyên gia cho rằng các cuộc tụ tập đông người, chẳng hạn như tại các trận đấu thể thao hoặc đám cưới, là một phần nguyên nhân dẫn đến bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ. Số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ đã lập kỷ lục. Ấn Độ hiện là tâm chấn mới của đại dịch COVID-19 như trong suốt một tuần qua. Quốc gia này liên tục ghi nhận trên 300.000 ca mắc mới mỗi ngày và đã có trên 200.000 ca tử vong. Theo số liệu mới nhất, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 386.829 ca mắc mới, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.501 ca, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt mốc 3.000 người. Hiện số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới lần lượt là 18,7 triệu ca và 208.313 ca. Trong bối cảnh số ca mắc mới trên toàn cầu vẫn không ngừng gia tăng trong chín tuần liên tiếp, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 27 tháng 4 cho biết thị trường Ấn Độ đã chiếm tới 38% tổng số ca mắc mới, tương đương 2.172.063 ca. Được ghi nhận trong giai đoạn 7 ngày kết thúc vào ngày 25 tháng 4, số ca mắc gia tăng ở Ấn Độ chủ yếu do sự xuất hiện của biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên B.1.617. Biến thể này với hai đột biến đáng lo ngại là E484Q và L425R, có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể mới khác tại Ấn Độ. WHO cho biết biến thể này được phát hiện trong nhiều ca mắc mới gần đây tại Ấn Độ. Cũng trong tuần qua, Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 tăng 93% so với tuần trước đó. Trong vòng 7 ngày qua, đã có 15.161 người không qua khỏi vì COVID-19. Hiện hệ thống y tế của Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải khi không còn đủ giường bệnh, oxy y tế và thuốc điều trị COVID-19. Nhiều nước và tổ chức quốc tế đã cam kết sẽ cấp thuốc hỗ trợ. Ngày 28 tháng 4, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Tahan Hak Aku cho biết đội ngũ Liên Hợp Quốc tại Ấn Độ, do điều phối viên thường trú nhất dẫn đầu,
Tokyo, Tada, tỉnh phía tây của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại thủ đô và một số khu vực khác của Nhật Bản trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh. Số ca mắc mới COVID-19 tại thủ đô Tokyo bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 3 vừa qua sau thời gian liên tục giảm. Trung bình số ca mắc mới tại Tokyo trong 7 ngày qua đã tăng lên mức 782,1 ca, tăng 14,3% so với giai đoạn 7 ngày trước đó. Tổng số ca mắc mới trên toàn Nhật Bản ghi nhận ngày 28 tháng 4 cũng ở mức cao nhất trong 3 tháng, với 5.793 ca. Trong đó, các tỉnh Osaka và Fukuoka xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Tokyo và các tỉnh Osaka, Kyoto đã áp dụng tình trạng khẩn cấp từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 5. Theo đó, các cơ sở thương mại lớn, công viên chủ đề, rạp chiếu phim, quán karaoke và nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn đều phải đóng cửa. Chính quyền Tokyo và ba tỉnh phụ cận kêu gọi người dân tránh đi lại trong đợt nghỉ lễ dài ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Philippines ghi nhận trên 8.000 ca mắc mới. Ngày 29 tháng 4, Bộ Y tế Philippines thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 8.276 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên là 1.028.738 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines cũng tăng thêm 114 ca trong một ngày qua, nâng tổng số 17.145 ca. Phát biểu trên cuộc họp báo ngày 29 tháng 4, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Henry Rover, cho biết làn sóng dịch bệnh mới nhất tại nước này đã qua thời kỳ đỉnh điểm trong tuần đầu tiên của tháng 4 và gần một nửa số ca mắc được ghi nhận ở vùng đô thị Manila. Như vậy, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco cảnh báo tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày tại Philippines tính trung bình vẫn đang ở ngưỡng nguy hiểm. Tối ngày 28 tháng 4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định gia hạn các biện pháp phong tỏa tại vùng đô thị Manila và 4 tỉnh phụ cận cho đến ngày 14 tháng 5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhà lãnh đạo Philippines yêu cầu các quan chức địa phương đảm bảo người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1 năm 2020, Philippines đã xét nghiệm cho 11 triệu người trên tổng số 110 triệu dân. Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất. Campuchia ghi nhận thêm 880 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 29 tháng 4, ngày thứ hai liên tiếp ở mức cao nhất từ trước đến nay. Là một lần nữa, thủ đô Phnom Penh đứng đầu về số người lây nhiễm với 518 ca. Tiếp theo là hai tỉnh Tây Sihanouk, 187 ca và 73 ca. Hiện tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Campuchia là 12.641 ca. Cũng trong ngày 29 tháng 4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 ca tử vong tại và Phnom Penh. Tối nay, Campuchia đã có gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly. Trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, có 134 nhà máy ở Phnom Penh. Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 3 tháng. Ngày 29 tháng 4, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận 1.027 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Từ đầu tuần này, thủ đô Tokyo và ba tỉnh phía tây của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng tại thủ đô và một số khu vực khác của Nhật Bản trong bối cảnh chỉ còn 3 tháng nữa khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo sau một năm trì hoãn vì dịch bệnh. Số ca mắc mới COVID-19 tại thủ đô Tokyo bắt đầu tăng trở lại từ giữa tháng 3 vừa qua sau thời gian liên tục giảm. Trung bình số ca mắc mới tại Tokyo trong 7 ngày qua đã tăng lên mức 782,1 ca, tăng 14,3% so với giai đoạn 7 ngày trước đó. Tổng số ca mắc mới trên toàn Nhật Bản ghi nhận ngày 28 tháng 4 cũng ở mức cao nhất trong 3 tháng, với 5.793 ca. Trong đó, các tỉnh Osaka và Fukuoka xác nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Tokyo và các tỉnh Osaka, Kyoto và áp dụng tình trạng khẩn cấp từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 5. Theo đó, các cơ sở thương mại lớn, công viên chủ đề, rạp chiếu phim, quán karaoke và nhà hàng phục vụ đồ uống có cồn đều phải đóng cửa. Chính quyền Tokyo và ba tỉnh phụ cận kêu gọi người dân tránh đi lại trong đợt nghỉ lễ dài ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 4. Philippines ghi nhận trên 8.000 ca mắc mới. Ngày 29 tháng 4, Bộ Y tế Philippines thông báo quốc gia này ghi nhận thêm 8.276 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Nâng tổng số ca mắc bệnh trên cả nước lên là 1.028.738 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines cũng
Manila và 4 tỉnh phụ cận cho đến ngày 14 tháng 5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhà lãnh đạo Philippines yêu cầu các quan chức địa phương đảm bảo người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1 năm 2020, Philippines đã xét nghiệm cho 11 triệu người trên tổng số 110 triệu dân. Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất. Campuchia ghi nhận thêm 880 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 29 tháng 4, ngày thứ hai liên tiếp ở mức cao nhất từ trước đến nay. Lại một lần nữa, thủ đô Phnom Penh đứng đầu về số người lây nhiễm với 518 ca, tiếp theo là hai tỉnh Phú Xuyên Anh Đức, 187 ca và 73 ca. Hiện tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Campuchia là 12.641 ca. Cũng trong ngày 29 tháng 4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 ca tử vong tại và Phnom Penh. Tối nay, Campuchia đã có gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly. Trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, có 134 nhà máy ở Phnom Penh. Đến ngày 14 tháng 5 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nhà lãnh đạo Philippines yêu cầu các quan chức địa phương đảm bảo người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người. Kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1 năm 2020, Philippines đã xét nghiệm cho 11 triệu người trên tổng số 110 triệu dân. Campuchia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày ở mức cao nhất. Campuchia ghi nhận thêm 880 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 29 tháng 4, ngày thứ hai liên tiếp ở mức cao nhất từ trước đến nay. Lại một lần nữa, thủ đô Phnom Penh đứng đầu về số người lây nhiễm với 518 ca, tiếp theo là hai tỉnh Phú Xuyên Anh Đức, 187 ca và 73 ca. Hiện tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Campuchia là 12.641 ca. Cũng trong ngày 29 tháng 4, các cơ quan chức năng Campuchia thông báo 3 ca tử vong tại và Phnom Penh. Tối nay, Campuchia đã có gần 2.000 công nhân thuộc 206 nhà máy tại nước này nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi hơn 17.000 người khác phải thực hiện cách ly. Trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2, có 134 nhà máy ở Phnom Penh. Trong số 206 nhà máy có công nhân nhiễm SARS-CoV-2,